mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Không nên mặc tình làm hại cây cỏ. Một ngày, vào năm 1993, một nông dân tên Thi khoảng 33 tuổi đến ngôi chùa lớn ở làng quê xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp. Hai năm trước, nơi vách thực quản của ông Thi mọc một ung bú lành tính. Khi phẫu thuật, bác sĩ đã cắt bỏ một đoạn thực quản và cho mê lại nối với bên trên rồi. Nhưng chẳng bao lâu, chỗ cắt tuy đã lành, song bên trong thực đạo nơi tiếp giáp với vòm miệng, chẳng biết vì sao lại mọc ra một mầm thịt tròn ngăn cản thức ăn, khiến ông đuốc gì cũng bị nghẹn khó khăn. Mặc dù không đau, nhưng bệnh nhân phải ăn từng chút một mới được. Được một năm thì ông Thi phải nhập viện phẫu thuật. Nào ngờ 6 tháng sau mầm thịt lại mọc ra tiếp, không thể phẫu thuật nữa. Bởi chẳng rõ nguyên nhân vì sao bú thịt cứ mọc mãi, ông Thi vì bệnh này mà hết sức thống khổ, mỗi lần dùng bữa giống như thọ cực hình vậy. May ông gặp ông bạn họ Chương, nhân vật chính trong câu chuyện Gà Trống Lông Vàng, xin đọc báo ứng hiện đời tập 1 giới thiệu. Nên ông mới mạo muội tìm đến cầu xin Hòa Thượng giúp cho. Hòa Thượng hỏi: Ông có chặt qua cây nhỏ nào không? Đại khái thân to cỡ cái chày. Nông dân nhớ lại đáp: Dạ, con chỉ đốn có một lần. Cây này á mọc tại bãi đất trống trước nhà con. Nó mọc hơn một năm rồi. Sau đó con dùng cây rìu á chặt đi. Hiện giờ cây rìu vẫn còn. Nhưng không lẽ do con chặt cái cây nhỏ xíu vậy mà con bị ung bú thực quản sao? Việc này quá lạ, ngoài sức tưởng nên bệnh nhân rất hoài nghi. Cho dù thắc mắc lắm, nhưng ông Thi không thể không tin, bởi chuyện chặt cây xảy ra đã rất lâu, từ mười mấy năm về trước. Nhưng vì sao Hòa Thượng xa lạ này lại có thể biết rõ vanh vách như thế? Hòa Thượng khai thị: Cây cối sinh trên đời là tạo phúc cho nhân loại. Chẳng hạn như các việc xây chùa, dựng nhà, bắt cầu. Nghĩa là có tạo dựng chi, đa phần đều nhờ đến nó. Trong Kinh Địa Tạng từng kể rất rõ: sơn có sơn thần, địa có địa thần, thủy có thủy thần. Như vậy, thảo mộc vẫn có linh thần gá nương vào tu hành. Cho nên, trong lúc cây chưa trưởng thành, không nên tùy tiện chặt bỏ. Thứ nhất, làm lãng phí tài nguyên. Thứ hai, làm thương hại thọ thần gá nương, khiến họ có thể ôm hận, hành ông mắc bệnh để trả quả. Từ nay về sau, ông không nên mặc tình làm thương hại cây cối, hoa cỏ. Cho dù có phải phát trừ cỏ hoang thì cũng phải vì nó niệm mấy câu Phật rồi mới chặt gốc dẹp trừ. Bởi vì ở nơi gốc cỏ cũng có nhiều sinh mệnh tồn tại. Ông phải biết là các vị tu hành thời xưa, mỗi khi muốn chặt cây cối trưởng thành cũng phải lên tiếng thông báo xin thỉnh thọ thần về nhà. Hơn nữa, ông nên phát tâm ăn chay, phải vì cây nhỏ đã chặt kia mà tụng ba bộ kinh Địa Tạng thì ung bướu nơi thực quản sẽ dần dần tiêu trừ. Ông có tin hay không vậy? Dạ có, nhưng mà thầy chỉ con chỗ nào để con thỉnh kinh Địa Tạng về con tụng. Tới phòng kinh sách phổ thông của chùa mà thỉnh. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Ha ha ha, 闻三摩地所